Thời gian đó thì một tuần chồng xuống 2 lần. Tức là một tuần một ngày. Nói chung là chỉ được nửa ngày thôi. Còn nửa ngày sau là ảnh về nhà rồi. Từ lúc mà vợ bỏ đi là hai gia đình không gặp nhau nữa. Không gặp nhau luôn. Dạ đúng ạ. Là vừa trong 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 nhà rồi vừa áp lực với người chồng nữa nên con có những cái lời nói khó nghe nên mong mẹ bỏ qua cho con. Chào hai em. Dạ, em chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Dạ, chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận. Rồi mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Trần Thị Ngọc Hải. Em ở Đồng Nai. Em được 30 tuổi. Em là làm nhân viên văn phòng. Thế còn em? Dạ, em tự giới thiệu em là Đào Quốc Thịnh. Năm nay em 31 tuổi. Em cũng làm nhân viên trên văn phòng, chung công ty với vợ luôn. Hai em là ở Đồng Nai luôn. Dạ, dạ đúng rồi, ở Đồng Nai, ở Trảng Bom luôn à. Hai vợ chồng lần đầu tiên quen nhau như thế nào và ấn tượng gì về nhau nè? Lần đầu tiên á là em thông qua một người bạn. Xong rồi bạn kêu á là giới thiệu cho cái anh này nhìn hiền, đẹp trai. Đó em cũng chưa lữ lự là chưa có định quen đâu. Em cũng ngại nữa tại vì lúc đó là em chưa quen ai luôn. Thì sau đó em nghe đâu thì ảnh đăng ký thi nam thanh lịch trong công ty. Xong cái em cũng tò mò. Xong rồi coi nhìn mặt ảnh như thế nào thì lúc đó là mới thấy cũng da trắng lắm, cao ráo, nói chung là nhìn cũng được. Lúc đó thấy ok đúng không? Dạ. Bây giờ còn em. Còn nào? Em thì sao nè? Dạ là một hai lần đầu á thì bạn cũng giới thiệu mà con nhỏ đó mình nhìn thử thôi, thì mình nhìn cũng cao ráo, cũng dáng cũng dễ thương, bắt nhất là cặp mắt cũng đẹp đó, nên nào mình cũng quyết định quen, mình tìm hiểu thì kênh hiểu được vài tháng á, bắt đầu mình mới đi chơi xong bắt đầu là đi uống cà phê. Thì cái lần đầu hẹn hò là cũng ngay ngày 14 tháng 2 luôn. Cách đây mấy năm? Cái đây 2014 là 6 năm rồi. 6 năm. 6 năm rồi. Dạ. Rồi. Và em có lên hát một bài là cũng tặng. Dạ. Với lại là một bó hoa. Trời, em còn ơi. Nhớ cái bài đó không? Em hát lại một vài câu cho anh nghe được không? Bài chờ một người. Chờ hoài một người, anh đứng nơi cuối con đường. Chờ hoài một người mà dường như sẽ không đến. Từng dòng người đi lướt qua anh vô tình, ngọn đèn đêm nhìn anh buồn tênh. Cái mắt hấp hiêm vậy là rớt liền. Mắt hấp hiêm mà nhìn đúng con người. Mắt hấp hiêm xong rồi đến là một bó hoa nữa là rớt rồi. Liền. Tụi em yêu nhau mấy năm thì cưới? Cũng khoảng 2 năm 3 năm vậy. Dạ bắt đầu là quen rồi. Là 2014 là bắt đầu quen. Rồi lấy nhau năm mấy? Năm 2017. Tụi em cưới nhau được bao lâu thì có em bé? Đã có em bé chưa? Dạ được một bé gái. Lấy nhau xong thì qua tháng sau thì bắt đầu mới có em bé. Mà lấy nhau xong thì là ở đâu? Ở nhà bên chồng hay là ở bên vợ? Dạ ở bên chồng. Rồi mẹ chồng nàng dâu thuận thảo không? Nói chung là lúc đầu về thì mẹ chồng với con dâu thì cũng có nhiều cái cũng không hiểu với nhau á, nên cũng có qua tiếng lại. Nhưng mà cuối cùng là cái gì? Mâu thuẫn giữa em với mẹ là cái vấn đề gì mà chưa hiểu nhau? Nói chung là cũng có một phần của chồng của em. Đó là gì? Ấy là lúc mới cưới về á, chồng em đi về á, tới nhà xong là thay quần đùi, lấy xe chạy một mạch xuống ở dưới gần nhà có một cái đội bóng chuyền buổi chiều hay tập chơi á, xuống ra đó chơi trong tí khoảng 6:30 7 giờ xong mày chạy về dọn cơm nước ra ăn gì đó, là ăn cơm xong là lấy xe chạy xuống dưới quán đó lại uống cà phê với tán dóc với mấy đứa bạn ở dưới đó. Em thấy ngày nào em thấy mới lấy về mà chỉ muốn thích đi chơi tự do mình thôi. Dạ. Nhiều khi lúc đầu mình cũng nghĩ là mình cũng không sai gì. Thì con trai đàn ông mà, nhiều khi người thì đam mê thể thao nữa. Cái chiều về mà không đi đá banh đến bóng chuyền gì, nói chung là ngứa ngáy khó chịu lắm. Đó, xong thì cũng ngăn cản em. Thì em cũng nói là cái này em đâu có phải là
đá gà mê gì như cái gì bỏ bê gì đâu, anh chị thể thao buổi chiều nhưng mà không thích. Nhưng mà với em thấy cái đó cũng không cái gì là sai nhiều. Đó nên em cứ làm. Rồi xong rồi là gây lộn. Có. Chắc chắn là phải gây rồi. Và gây lộn. Tôi đoán nè, gây lộn xong rồi mẹ nghe, mẹ nghe được rồi mẹ binh con mẹ. Đúng không? Rồi em buồn. Đúng rồi. Sau đó em có bỏ về nhà em không? Dạ có. Cái lúc đó bầu 7 tháng à. Bầu 7 tháng là em về nhà em. Dạ. Và cái lúc mà sinh con ra là cũng ở bên nhà em luôn. Dạ đúng rồi. Rồi lúc đó em có qua em năn nỉ vợ không? Dạ lúc đó thì có qua thôi nhưng chưa năn nỉ lắm. Cũng là vợ em ở nhà em. Dạ đúng rồi. Nghĩa là vợ đẻ rồi vẫn chưa năn nỉ luôn. Dạ. Rồi bao lâu thì là hai đứa mới về chung một nhà lại? Dạ mới về cách đây khoảng 1 năm, lúc đó bé tầm khoảng được gần 2 tuổi. Bây giờ là nhà riêng hay là vẫn ở chung với bây mẹ? Bây giờ thì em ở nhà riêng. Là gần 2 tuổi nay bé được 3 tuổi rồi. 3 tháng 12 này là được 3 tuổi. Là mới có 1 năm hai đứa hàng gắn lại thôi. Dạ đúng rồi. Lúc vợ sanh có đưa vợ đi sanh không? Dạ bên nhà ngoại tự đưa đi. Đó em không biết. Xong bắt đầu hình như có linh cảm á. Xong bắt đầu em mới xuống bệnh viện và em mới biết sanh dưới đó. Lúc đó em đi vô bệnh viện mà em có vô chỗ vợ em sanh không? Hay là em chỉ đứng ở ngoài em nhìn thôi? Dạ không vô, em vẫn ở ngoài vậy. Được mấy ngày thì là chồng em mới thấy cái đứa con đó mới vô. Lúc đó em sanh xong rồi sang ngày hôm sau á, chồng mới vô. 2 ngày. Hai ngày sau. 2 ngày. Rồi em nhìn con thì em thấy sao, em có cảm thấy mình có lỗi không? Thấy lúc đó cũng buồn buồn tủi tủi. Rồi lúc đó là có xin lỗi vợ không hay như nào? Dạ lúc đó cũng chưa xin lỗi. Vẫn cương luôn. Dạ lúc đó không phải là cương nữa mà lúc đó chỉ nhìn đứa con không à. Không có suy nghĩ vấn đề khác nè. Lúc đó mới sanh xong mà bắt đầu dìu vợ tập đi vô ở ngoài tí xíu xong bắt đầu là bên nhà ngoại lên. Thì xong lúc đó em về. Rồi bắt đầu đưa con về. Em nuôi con tới 2 tuổi thì chồng em có thường xuyên tới thăm con không? Thời gian đó thì một tuần chồng xuống 2 lần, vào giữa tuần với lại ngày chủ nhật. Còn nếu mà em bận việc gì đó thì vào ngày chủ nhật thôi. Tức là một tuần một ngày. Nói chung là chỉ được nửa ngày thôi. Còn nửa ngày sau là anh về nhà rồi. Mà lý do gì 2 năm là hai đứa quyết định coi như là đi về nhà chung? Cái lúc đó con bé nó cũng lớn và bắt đầu đi học. Rồi bắt đầu mới nói chuyện và phụ nhau để nuôi bé đi học, trang trải cho bé. Thì lúc đó mới có nói chuyện với nhau và quyết định là thôi mình thử mình ra riêng mình ở. Nhưng mà bây giờ cái tinh thần cũng như là hai vợ chồng đã cảm thấy thoải mái, thấy là không còn lấn cấn gì nữa chưa? Yêu nhau trở lại chưa? Tức là yêu thì vẫn yêu nhưng mà cũng đang khó cái giữa hai gia đình với nhau. Từ lúc mà vợ bỏ đi là hai gia đình không gặp nhau nữa. Không gặp nhau luôn. Dạ đúng rồi. Mà bây giờ một tuần vậy về thăm ông bà nội mấy mấy ngày? Bây giờ thì cứ một tuần hai tuần là em trở về, cuối tuần em trở về một lần. Em đưa con về bên nhà nội, dạ. Tức là nhà em á. Vợ có đi theo không? Thôi. Lúc đầu thì có chở đi theo và nói chung là song song dành mặc cảm đang có mà. Xong rồi thời gian gần đây như không luôn, em có 2 bố con về thôi. Rồi bây giờ khi nào về nhà ngoại á thì là chồng có đi theo không? Dạ. Cái trường hợp của tụi em á rất là căng. Cái này phải nói liền và tụi em phải hóa giải cái điều này liền. Đúng rồi. Chứ không là rất là nguy hiểm cho cái gia đình nhỏ này. Và cũng lại một lần nữa thì Vân cũng xin đứng ra, Vân xin phép để Vân được tâm sự một chút với gia đình nội ngoại hai bên. Đúng là cái chuyện này á, là hoàn toàn ông bà nội ngoại không ai có lỗi cả. Lỗi là do hai bạn này. Hai bạn này, cái tôi của hai bạn quá lớn. Thực ra mà nói á, nếu như lúc đó tụi em chỉ cần tịch tâm suy nghĩ lại một chút xíu thôi thì là sự việc nó không đến nỗi căng thẳng mất 2 năm trời như vậy. Khi bạn đã lấy vợ rồi và vợ bạn bắt đầu có bầu rồi á, thì bạn không thể sống cho riêng mình được nữa, mà bạn phải sống cho cái gia đình nhỏ của bạn. Còn với bạn thì khi mà bạn bắt đầu sống cuộc sống ở trong gia đình chồng rồi, đúng không nè, thì mình sẽ phải cực kỳ khéo léo trong cái mối quan hệ giữa mẹ và chồng. Cách mà mình nói á, nó phải như thế nào đó, nó phải khéo léo. Vân muốn xin với lại hai bên nội ngoại á, là nhất là bên nội á, Vân nghĩ rằng đến giờ phút này khi mà các cháu nó hàn gắn lại được với nhau rồi thì Vân nghĩ là anh chị nên mở lòng chấp nhận cái mối quan hệ này, cái cuộc sống gia đình này. Bởi vì đầu tiên hết là con mình sẽ hạnh phúc, cháu mình sẽ hạnh phúc. Chứ còn nếu để tình trạng này tiếp tục á, thì lỡ nếu như mà các em không có vượt qua được, kể cả hai gia đình luôn á, thì đi đến chuyện đổ vỡ thì rất là phí và rất là tội cho cháu của mình. Thành ra là Vân mong là cả hai bên nội ngoại mở lòng ra để
cho cái mối quan hệ này, cho cái gia đình nhỏ này phải được hạnh phúc. Bởi vì thực ra cái cô gái này đã bị thiệt thòi 2 năm rồi. Nhưng trước khi coi như là ba mẹ mình mở lòng thì mình cũng phải dễ thương, đúng chưa? Đó có nghĩa là bây giờ bên này tự nhiên bây giờ ẵm con về thăm bên nội mà không có con dâu, rồi ngược lại em ẵm con về thăm ông bà ngoại mà không có con rể, thì làm sao có tức được là... một cái tình cảm gắn kết lại, dạ, đúng không? Vợ em không về nó cũng có cái lý do. Thì lúc mà đi á, về nhà ngoại á, thì bên mẹ với vợ có nói chuyện qua bằng điện thoại. Nói chung thì vợ em thì cũng nhiều khi tính bỏ lọc chọc lắm, nhiều khi nói đó chứ không có suy nghĩ mình đang nói cái gì, nên nhiều khi cũng mặc cảm. Bây giờ về nói chung cũng khó. Mẹ đang coi, em tưởng tượng mẹ đang coi trước mặt em, em nói cái lời gì chân tình nhất từ trong đáy lòng của em với mẹ. Nhiều khi em trực diện với mẹ em không nói được, nhưng bây giờ em đây, đây đi mẹ coi, mẹ em sẽ thấy, mẹ sẽ hiểu. Cái mà con cãi với mẹ là lúc đó là con bầu bì rồi, nói chung là nóng nực, nói chung là áp lực là vừa trong nhà rồi vừa áp lực với người chồng nữa, nên con có những cái lời nói khó nghe, nên mong mẹ bỏ qua cho con. Rồi vậy quá hay rồi. Rồi Thịnh nói gì hành. Thịnh nói gì với bên gia đình ba mẹ vợ? Dạ. Tụi con cưới nhau cũng được mấy năm, thì giữa vợ chồng con cũng nhiều sóng gió, thì ba mẹ cũng có la có rầy, cũng góp ý, nhưng mà mỗi đứa thì cũng giữ cái tôi cho mình, đứa nào cũng lì cũng cứng đầu hết. Thì cũng qua chương trình này, con chắc cũng chỉ có nói được một lời xin lỗi giữa ba mẹ hai bên gia đình, thì tụi con sẽ cố gắng, sẽ hàn gắn lại và sẽ cố gắng cải thiện cái bản thân mình để cho cái gia đình này sẽ tốt hơn, hoàn thiện hơn. Nói thật lòng là em còn yêu vợ em không? Dạ có gì. Em còn yêu chồng em không? Dạ còn. Chỉ cần yêu đó thôi. Chắc chắn cái tình yêu này là tụi em sẽ vượt qua được và tụi em phải giữ. Khi mà em đã nói ra được cái điều này với mẹ là em đã nhẹ lòng rồi, cả hai đứa. Và chị chắc chắn là khi cha mẹ hai bên coi được những cái điều tâm sự của tụi em, cha mẹ sẽ hiểu và sẽ bao dung, sẽ bỏ qua hết tất cả mọi điều. Nghe không? Và anh chỉ mong là sau ngày hôm nay, qua ngày mai, Thịnh sẽ nắm tay vợ mình và con mình. Dạ. Về nhà thăm ông bà nội nghe em. Rồi xong, rồi mình về thăm ông bà ngoại nghe em. Đó, hai đó. Vợ chồng phải đi cùng đi, ở cùng ở và thăm cùng thăm. Đúng rồi, rất cảm ơn hai em. Và hy vọng rằng là tất cả mọi thứ đều đến với các em, đều được thuận lợi. Thuận lợi, như ý nha. Yeah. Rồi. Con mất úp, con làm lộng lẫy lắm. Kiểu con rồi, con nói là tối nay chắc qua đón con đi. Cái kiểu nó anh đi ăn với bạn rồi. Cái trời ơi, con nóng liền. Cái bạn đi chung phòng với con nói là nhắn đi chị, nhắn là đi chơi với mình đi cho ảnh qua. Cái nói thôi, mốt anh vô Sài Gòn em không tiếp anh nữa đâu. Nhắn cầu thôi. Để có 15 ngày còn lại trong một tháng để làm việc. Cái đường bay ra chơi thì coi như là mấy tháng thì không có làm ăn gì luôn, không làm ăn gì luôn. Thì hai đứa tự làm ăn với nhau lên. Thì hai đứa tự làm ăn với nhau lên. Ừ đó. Thì hai đứa làm ăn nội chứ. Trời ơi, lần đầu tiên mà thấy chồng mà vợ mổ mà cảm động tới vậy luôn á. Mà mổ khóc luôn. Con hả? Cũng mới đầu con cười, cũng khoái lắm, con nói làm chuyện mất cười mất cỡ không dám luôn à. Xong rồi con cũng thấy tự nhiên lớn luôn. Luôn. Mời quý vị chúng ta cùng đến với câu chuyện đầu tiên của cặp vợ chồng đầu tiên. Nghe. Đó, em còn được ước thấy đó. Rồi, xin chào. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Con xin chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận. Và chào khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Con xin tự giới thiệu là con là Lò Quang Thái. Con là người dân tộc Thái. Quê gốc của con thì là ở ngoài Tây Bắc. Cụ thể là Lai Châu. Và hiện tại thì con đang sinh sống và làm việc tại miền Tây, cụ thể là Sóc Trăng. Hiện tại thì con đang là kinh doanh và đầu tư cho bên mỹ phẩm của công ty vợ con. Mà ở Tú Sóc Trăng cơ. Dạ. Đó, còn con năm nay nhiêu tuổi rồi? Hiện tại thì con đang là 27 tuổi ạ. Con là Thái, người Thái Trắng. Dạ, Thái Trắng, chính xác ạ. Thái Trắng và con làm việc ở gần Thái Lan. Gần Thái Lan, Sóc Trăng là con mém gần, mém Thái Lan. Đó. Rồi bây giờ mời cả. Dạ, con tên là Dương Thị Kim Hua. Con năm nay là sinh năm 93, là 29 tuổi. Con là kinh doanh mỹ phẩm, con đang là giám đốc kinh doanh của mỹ phẩm Fairy.
Hua. Con là ở Sóc Trăng là người Hoa. Người Hoa nhưng mà ông bên nội con là người Hoa nhưng mẹ con lại là người Thừa Thiên Huế. Cũng hơi xa. Hoa như Huế. Hai đứa có con chưa? Dạ có rồi. Con gái hay con trai? Dạ con gái. Không, bây giờ kể đi. Lần đầu tiên các con gặp nhau như thế nào và tình yêu nảy nở ra sao? Trước khi mà gặp vợ con á thì là con có tham gia nghệ thuật trong một cái lễ tất niên của công ty vợ con. Thì là có mời giống như là cái team hoặc là cái nhóm mà con gọi là đến diễn một cái lễ tất niên. Con là ca sĩ? Dạ, người mẫu và diễn viên. Thì cũng trong cái lễ tất niên đó thì con bị ấn tượng đầu tiên đó là trong lúc mà trong cánh gà mà chuẩn bị ra đôi diễn đó thì là nhìn thấy một cái bảng gọi là cái bảng khen đi mà để cái tên là tên Kim Hua. Kim Hua mà đó giờ chưa có nghe ai tên Hua bao giờ nghe. Mắc cười lắm. Hua Hoa không Hoa mà Hường không Hường mà Hương không Hua. Thế là con bị ấn tượng cái tên đó. Kiểu con cũng ngày hôm đó gặp ảnh trong tất niên thì kiểu con cũng thấy trai đẹp thì kiểu con cũng thích thôi. Nhưng mà con thích ảnh. Còn gì nữa đâu mà khóc với. Tại vì mấy cái ông người mẫu kia đẹp hơn nữa. Kiểu nhìn ta ngon hơn á, kiểu con cũng mê trai á, nhưng mà kiểu con không thích lắm, là kiểu thích thì mình để nhìn thôi chứ con cũng không quan tâm. Nhưng mà tối đó thì đi chơi thì kiểu trời ơi, sao mà thấy nhìn ai cũng cao to, kiểu miền Tây dưới thì không có thấy mấy trai bắt đâu. Ăn cần lắm cô, làm gì cũng nhẹ nhàng á, kiểu công ty con hay tổ chức cho con đi học ở Hà Nội á. Con không sung đi đâu, con không thích đi, nhưng mà tự nhiên cái biết anh này thì con cũng có động lực rồi, kiểu mình cũng đi. Cái con đăng lên Facebook là con nói là Hà Nội có ai đón không, kiểu vậy thôi à. Ổng nhảy vô. Ổng nhắn tin riêng, ổng nói là trời ra đi anh rước cái, trời mình nghe mình nôn, mà lên máy bay là thấy hồi hộp có người rước mình này. Mình thích, nhưng mà sau ổng nói là đang đi diễn ở gần sân bay vậy đó. Thì cũng cách khoảng chừng 20-30 cây à, nên là thôi thì đặt xe taxi cho bạn ấy đi về khách sạn. Con nói là bây giờ anh đang bận đi ăn này, thì mọi người cứ đi rồi hồi mình ra sau. Xong cái giận là nói là kêu là bị cục hứng đó phải không? Con mất úp, con làm lộng lẫy lắm, kiểu con rồi con nói là tối nay chắc bà đón con đi. Cái kiểu nó anh đi ăn với bạn rồi, cái trời ơi, con nóng liền, cái bạn đi chung phòng với con nói là nhắn đi chị, nhắn là đi chơi với mình đi cho ảnh qua, cái nói thôi mốt anh vô Sài Gòn em không tiếp anh nữa đâu, nhắn cầu vậy thôi. Cái con đi xuống khách sạn thì con cũng định bốc cáp đi chơi với mấy chị với mấy anh ngoài Hà Nội nữa. Xong cái nói là em nhìn qua đi, anh đang ở sau lưng em nè. Bên đèn đỏ bên kia là giả bộ đúng không? Đó. Không, cũng là tính không đi thật. Nhưng mà cái nhắn tin cái giận thì thôi mình cũng nghĩ là mình còn sắc có lỗi thật. Thì thôi lỡ hứa rồi mà lỡ bốc xe về khách sạn thì thôi qua rước đi, gọi là đi ăn chung nguyên nhóm mà, chứ cũng đâu có nghĩ gì đâu. Đi ăn đi chơi thì say, mà say thì lại phải đi vô bar vô lắp. Đêm đó đi nhậu tiếp tăng 2, tăng 3 gì cũng không biết rồi, tăng 4 gì luôn. Xong rồi về khách sạn, đó là 4 người, 3 đứa con gái. Say quá say luôn. Mà cái lên giạc ngủ thì cái giường nó cũng to lắm. Ảnh với ba anh trong phòng mà hai anh kia lên giạc. Có tự nhiên ảnh nằm dưới đất mình nên vậy đó. Sáng con nói, ủa sao ông ta lên đây ngủ anh không lên. Thôi mọi người ngủ đi, thấy chặt quá, mà hai anh kia thì nằm dưới chân thôi ạ. Con với bé kia thì nằm gần nhau, cái nó hồi danh lên nè. Anh có con vỗ cái dẹp, con nó lên nằm gần với em nè. Con nó lên nằm gần với em nè. Thời tới Lên luôn. Sáng rồi đưa đi chơi, đưa đi ăn rồi mọi thứ đó. Nó cứ diễn ra như vậy rồi cái hai đứa thành ra quen nhau rồi. Con đứng lên con tuyên bố với nhóm luôn. Người yêu con. Tự nhiên lúc đó là thích hay gì lắm rồi. Tháng bay 4 lần á. Con bay ra hay anh bay vô? Bay ra, ổng bay vô cứ làm hoài vậy đó. Bay ra bay vô luôn. Làm thì giúp mình một tuần tầm là 7 ngày thì 5 ngày thì bay vô thì ở 5 ngày, 6 ngày trong Sóc Trăng rồi con bay ra con 2-3 ngày việc. Kiểu rồi quay con ra ngoài được khoảng tầm 5-6 ngày thì bạn ấy lại bay ra với con. Nhưng mà Hua bay ra ngoài đó là có công việc. Cũng còn Thái là bay vô trong đây là có một ví dụ như khoảng công việc xong rồi bay ra thì khoảng công việc 3 lần thôi, nhưng mà bay ra chơi là khoảng 7 lần rồi đó. Có là nguyên tháng ở với nhau như đó. Vậy là làm lợi cho hãng máy bay thì đó. Đặt vé là cứ điện là anh Quang Thái hay đặt vé kiểu gì? Vô 15 ngày thì ngoài Hà Nội là công việc bỏ hết luôn. Cái ra ngoài Hà Nội để có 15 ngày còn lại trong một tháng để làm việc. Cái tương bay ra chơi thì coi như là mấy tháng thì không có làm ăn gì luôn, không làm ăn gì luôn. Thì hai đứa tự làm ăn với nhau luôn. Chứ biết sao? Khi hai đứa yêu nhau vậy thì gia đình có biết không? Con nghĩ thì ban đầu không chịu liền đâu, tại vì ngoài miền Bắc thì xa quá, về quê chồng con thì lại là con một trong gia đình nữa, một người. Đầu sông cuối sông đó. Đó xa lắm, nên là con biết ban đầu chắc cũng không thích lắm đâu. Từ từ kiểu như hết nổi thì sao á, cái nói anh vô ở trong đây luôn đi anh ơi. Con kêu luôn. Khi mà mình vô trong đây ấy, thì
thì chắc chắn là mình phải xin nghỉ việc làm ở ngoài Hà Nội rồi. Mình sẽ nghĩ là mình vào đây là mình sẽ có mọi thứ đầy đủ. Đầu tiên là về tình cảm là hai đứa gần nhau trước này, rồi về có ba mẹ vợ ở trong này. Nhưng mà khi mà con vào thì mọi thứ nó khác hoàn toàn. Khác như thế nào? Đầu tiên là về ngôn ngữ, cách làm việc của con thì là con khác ngược với bên nhà vợ con. Đầu tiên là con hay dậy sớm, con đi thể dục, con đi thể thao. Xong cái con bị một thời gian là con bị gọi là bị tâm lý nó bị không ổn định cho lắm. Bị stress luôn, bị stress đúng đó. Tại vì nhà con thứ. Mạnh ai nấy ăn, không ăn cơm chung. Năm ngày thì có một chương trình lên Sài Gòn làm, mình ở nhà không mà. Ở nhà không mà lại rồi sống với bạn gái nữa. Dạ, xong cái vô trong đây mọi thứ nó thay đổi hết. Con có bị mặc cảm không? Khóc luôn á cô. Cái đó là trầm cảm luôn. Ủa, chứ không có giỡn đó. Xem lên Facebook xem bạn bè mình đi diễn này, đi chơi, chụp hình này. Cái tự dưng mình thấy ủa mình vô trong đây là mình vẫn làm, nhưng mà tự dưng mình bị ít show lại, mình bị ít chương trình gọi lại. Tối ngủ cái lướt điện thoại hồi là cái hít lại cái gì trời. Thấy chuyện gì buồn hả? Tại vì ổng coi mà chương trình gì cảm động ông cũng khóc nữa. Hay khóc. Ví dụ vậy nói em nghe cái nói là không có gì đâu rồi, thấy thước hay người ta đi chơi rồi, hoặc là đi diễn này, nói trời anh vô đây là anh thương em không, anh thương thì anh vì em nè, rồi còn tương lai nữa, ví dụ anh diễn thì 5 năm 10 năm nữa anh cũng nghỉ à, nhưng mà bây giờ em đang cần anh, tại vì công việc của con phải thuê người đủ kiểu, con đi nữa ban đêm ban hôm nữa, con phải mướn con bé kia nó chở con đi nọ, rồi anh đi anh vô anh đi chở em với anh cứ đi với nhau vậy nè, thì kệ đi, nửa anh quen từ từ anh quen, cứ an ủi gì đó, khóc cũng khóc, nói giờ thôi vậy nhớ khóc đúng không. Cúng đồ đi ngày mai đi về ngoại. Thì cái con lần đó con thấy buồn hoài, con cũng làm đại đi, mà nếu con nghĩ là về con cũng không có bỏ đâu. Mọi thứ bắt đầu lại. Cứ suy nghĩ đi, suy nghĩ đi, cái bắt đầu sáng đó là nói thôi về ở đây với em. Xác định tư tưởng luôn. Tư tưởng đúng luôn. Chứ nhiều lần con thấy khóc mình cũng thương mà sao mình bực chứ? Cũng hơi bực. Không, mình thấy giống mình tội nghiệp bản thân mình mà không được mình hiểu đi, có gì đó chắc chắn lắm á. Bây giờ con có em bé chưa? Con có được 7 tháng mấy rồi. Rồi lúc mà vợ đẻ còn cái tặc ghê, tại vì con nói ha, người ta đi đẻ là phải đi liền, mà con đang là trong mùa dịch, tâm điểm 2 tháng 9 là ngay mùa dịch nữa. Con ra trước 16 đó. Khoảng tầm là 3-4 ngày gì đó, là sáng đó là 2 tháng 9, thì bác sĩ nói là chưa có dấu sanh, nhưng mà đau bụng hoài, với cái bác sĩ nó đẻ đi đẻ ngày bữa nay cũng tốt, mất khánh nữa dạ. Đấu tranh với nhau, điện cho mẹ làm quá trời, nó là ổng muốn là phải sanh thường, phải sanh tự nhiên, không muốn đẻ mổ nguy hiểm, đủ thứ mà ổng cái gì mà liên quan tới dao kéo là ổng sợ cực kỳ luôn. Xong sợ lắm mà con nói, giờ nghe em tin em lần đi, sáng là khám, chiều là đẻ, mà bên bệnh viện thông báo nha, 4:20 hay gì đó là thai phụ sẽ được lên phòng mổ, người nhà phải chuẩn bị. 4:10 kêu cơm ăn, con thì không được ăn, con đói mà người ta bắt hộp. Phải đói mà không mà không ăn. Ăn dĩa cơm thiệt bự xong anh đi tắm nha. Nói anh ơi 4:10 thì 4:15 là còn 5 phút là em đi lên đẻ rồi đó. Mà phải, con phải đi tắm cái nữa. Nó, con phải chuẩn bị rồi, con xong hết rồi, con chuẩn bị tâm lý đi về mặc đồ đi vô bệnh phòng mổ rồi. Anh tắm cái anh tắm 3 phút là anh xong. Vô tắm bắt nhạc hát. Không biết sao là mừng hay là gung hay sao vô hát gùm beng. Bên bệnh viện đẩy con đi. Cái nói anh ơi em đi nghe. Cái ông nói cái gì đó, con cũng nghe nó là con không biết, ông biết con đi không. Con ra con tới phòng mổ rồi, cái người nhà ủa tại sao đi mổ mà không có người nhà lên. Cái con nói chồng con đi tắm mà chưa kịp lên. Cái bên bệnh viện nói trời ơi vợ đi đẻ mà giờ này chồng tắm. Thôi cho con vô phòng mổ đi, tới giờ thì mổ đi, tại vì mình rồi còn người khác nhiều người ngày hôm đó. Đẩy vô thì là người ta vô rồi, phòng mổ là phòng vô trùng và thứ nhất là bệnh viện đó bệnh viện quốc tế nữa. Ông chạy tới, trời ơi làm đang mình đang tịnh gây tê sống thì con bé kia nó vô nói là bác ơi bây giờ chồng của chị Hu á, anh Thái á, bây giờ muốn gặp vợ quá trời, ảnh khóc rồi, ảnh khóc ở ngoài phòng mổ quá rồi, bác ơi bác cho ảnh vô đi. Bác sĩ nói đây là cái trường hợp mà không thể nào chấp nhận được, nếu sanh thường thì cho vô, sanh mổ là không thể nào. Nhưng rồi. Mà bà chị nói là trời ơi tới nãy anh mất tắm, bà nói chơi vợ đi đẻ mà tắm gì, mà mới đầu là bác sĩ quạo rồi bác sĩ bỏ cái màn cây kem kéo xuống đi rồi kêu vô đi, đúng 10 giây bao nhiêu thôi nha. Vô chưa gì khóc, trời ơi khóc mà kiểu em sao ông nắm tay nắm chân mà kiểu trời làm thế ghê vậy, kiểu con cũng vậy. Cái bác sĩ thấy ổng như là thể hiện quá ha, tội nghiệp quá. Cái bác sĩ cũng muốn khóc, nói trời lần đầu tiên mà thấy chồng mà vợ mổ mà cảm động tới vậy luôn á. Mà bỏ khóc luôn con hả? Cũng mới đầu con cười cũng khoái lắm, con nói làm chuyện mắc cười mắc cỡ không dám luôn à. Xong rồi con cũng thấy tự nhiên lớn luôn, cái con thấy ổng làm con cũng
thấy cũng xúc động luôn, khóc quá à. Cái chi tiết hay nhất là chồng con khóc mà bác sĩ nhìn thấy cảm động luôn. Đó rồi bác sĩ ekip mổ cũng kiểu như nó bị lắng lại, nói trời thôi cho hai vợ chồng nó thể hiện tình cảm đi. Cũng như tại vì cái tật là cứ bị dề dề là hay chậm chậm đó, là không có kịp là đi theo vợ để đi vô phòng mổ. Hối hận sợ lắm, sợ mình không gặp được vợ, nhớ vợ có bị làm sao để vô phòng một cái, ai vô phòng một cái là mình khóc nhiều hơn. Đấy thấy sợ. Sợ. Cảm giác thứ hai là sợ, mới đầu là hối hận này, thứ hai đúng là rồi, sợ. Sợ tại vì rồi. Vô cái phòng mà mọi thứ nó yên tĩnh này, nó trang nghiêm, lạnh tanh nữa. Lạnh lắm, lạnh thật, lạnh thật. Nó nổi da gà nữa. Nó lạnh tại vì là bác sĩ mặc đồ màu xanh, rồi tay cầm dao cầm kéo là trải sẵn trên bàn, rồi vợ nằm đó giống chuẩn bị làm thịt cái gì đó đó. Rồi không dở. Không sợ thương. Cái cảm giác sợ, sợ là khóc sợ. Nhiều. Để cho bắt nhịp cái không gian trong phòng mổ một cái, bắt đầu có đi kiếm vợ con trong phòng đó. Bắt đầu gặp được vợ, cái mừng mà xin vô nói và đâu có nói được gì, vô khóc. Khóc lắm hoài. Nói lại là tôi hiểu cảm xúc của chú này rồi. Rồi bây giờ tới cái phần hay. Thôi tới phần kia đi, phần kia đi. Con coi chương trình Vợ Ông Son này nhiều mà đúng không? Cái phần mà giật mặt không? Kể hết luôn nè. Kể hết luôn. Rồi. Đầu tiên là cái tính nét là trước khi đi đâu làm gì là phải chửi. Chửi vì cái tật là chậm chạp này nọ đó. Đâu chửi sao? Thôi nghe nặng lắm. Thôi nói đi. Thằng salad này không có chịu xưng bằng thằng. Rồi nó, cứ gọi con là nó. Con nói hay mẹ con là kiểu hay nói thằng ấy xàm xàm á, tối ngại đi đâu ghê bực mình ghê quá. Đó là kiểu hay nói như vậy. Rồi xàm tối ngày cái miệng họ nói vậy cái quạo rồi đó. Sinh năm 95 thì nhỏ hơn ta thì kêu bằng mày cũng bình thường nữa. Đó con lớn, ta sinh trước thì đừng có nói vậy, nói sao những lúc bình thường không nói, những lúc mà cãi lộn thì đi nói ra mấy chuyện vậy. Cái đó là tật xấu đó. Tật xấu phải sửa cái đó. Rồi đúng rồi. Vui cũng quạo mà buồn cũng hay quạo. Dễ gì ghen hơn gì ghen. Cứ hỏi về người yêu cũ. Tối trước khi đi ngủ thì hai đứa thì nói chuyện vui đi, rồi nói chuyện cái gì cái đó đi, hay là ngày mai ăn gì làm gì đi chơi. Cứ hỏi lâu lại hỏi là quen ai kể đi. Rồi khi quen là có làm gì không. Mà kể xong vô tư thôi. Có cọc quạo wow, liền cọc. Con dãy liền. Đó lại mất vui luôn. Tự khơi khơi rồi tự quạo hay, đúng rồi. Hỏi nè đó quen nhiều người anh. Cái nói nó xong nói trời nhỏ tuổi quen dữ quá ha. Cái họ nói hồi cái có làm gì không. Nói thì quen thì phải làm cái gì mà làm ở đâu. Làm nhiều lần, trời ơi con hỏi gõ lắm á. Xong con quạo con quay vô vách ngủ liền. Con nói á, đó, mới bị lớn mà vậy. Quạo liền, con dãy liền là con giận. Mà con phải hỏi ra nha, không ra là con không dãy nữa. Con cũng làm không cho nói ra. Là cũng quạo. Không nói cũng quạo. Là cái đó là tật xấu. Mới nói mà. Xấu mà xấu tự làm khổ mình đó. Đó. Rồi sao rồi giờ con mong hỏi gì thế nào. Đủ rồi giờ. Hỏi giờ tới hùa đó. Con nói ha, không ai mà đàn ông mà cái ga giường á mà thẳng như khách sạn luôn á, hầu như ngày nào cũng vậy. Con nói chú tể của ga giường hay sao á, kiểu như thích cực kỳ. Mình ngủ thì sushi là con của con là thức sớm thì 7 giờ ổng thức, thì hai cha con xuống lầu làm gì làm mình ngủ. Không có nha cô, thức dậy là ổng cuốn cái mùng trước rồi ổng lấy gối của con, mền của con để quả nồi trước, ổng chừa đúng cái mền cho con nằm thôi, rồi cái dè con nằm mình lên con vậy đó. Và ông cũng căng cho thẳng vậy đó. Xong đến 8 giờ 9 giờ thức đi em, thức cho anh dọn dẹp cái giường nó. Hôm em làm mà trả lời khách 2-3 giờ cho em ngủ một chút nữa đi. Phải bắt mình thức xong liền là đi căng cái giường. Căng thẳng thơm nha. Cộng tóc cũng nói mà con thì xài tóc nói đi, con gái mình cũng kiểu sửa sạn mà nói. Cộng tóc nè, tối ngày là tóc nè, rồi tóc gất cái giò dưới đất cũng lượm lên. Thậm chí phân thằng lằn cũng bóc nữa nha cô. Kỹ mà con hứ. Trời khủng khiếp quá trời, con không chịu gì luôn á. Con nói quá kỹ rồi, đừng kỹ anh, hãy ẩu đi. Em cũng ẩu mà không nha. Lúc mà, nào cái đó hợp lý. Cái này nói về chắc dặn con nè. Nhưng mà con không nói nữa. Kinh khủng luôn. Đôi dép mang ai cũng được mang vô đâu nha. Mấy dép mang trong nhà á nha. Mang vô một cái hửi liền luôn á. Không mà dặn con không có cho con nói đâu nha. Nhưng mà con tức hoài mà tới đứa cháu. Dép của ảnh là của ảnh, không ai được quyền mang. Gì cũng hửi hết trơn, cái gì một chút cũng hửi. Kiểu đôi dép mà thấy hơi cái vị trí đôi dép để ngày hôm đó chỗ đó vậy đó, mặn hồi nữa. Ai mang dép con này nè, chắc chắn là phải hửi dép. Dép này của anh mà ai mang nè, mà mắc cười lắm. Mẹ nói trời đôi dép nó cũng hửi được đó mà. Bạn này là bị một cái gọi là dị ứng với lại các mùi vị. Rồi thôi, cặp vợ chồng này thì đẹp đôi quá. Đúng rồi. Thì không biết là Thái cũng như là Hua, các bạn có một cái điều gì nó dành cho nhau hay không, bí mật cho nhau đó. Bây giờ em nhờ chương trình cho em lấy món quà là có quà tặng cho chồng hả? Biết là dối tình hôm nay. Nhưng mà thật sự cái món quà này lần này con muốn cặp nhẫn cưới này con tặng chồng con là gì
hồi đó giờ cái gì ấy, cái gì giá trị ảnh cũng dành cho con dành hết cho con. Ừ. Nhưng mà cặp nhẫn này con đặt giá trị con tặng lại cho ảnh, ngược lại cho ảnh là gì? Là cầu hôn đúng không? Nhưng mà cầu hôn thì cũng không phải cầu hôn, tại vì con nói là khi cầu hôn con phải ở Đà Lạt con mới chịu, vậy nhẫn phải là hộp bự con mới chịu. Còn cái này thì con tặng cho ảnh, không biết hôm bữa thử chiếc này nhẫn ngón nào nữa. Ủa mà giờ đeo vậy thì sau này cầu hôn thì lại đeo chiếc khác nữa hả? Không, cầu hôn là anh mua nhẫn cầu hôn cho em thôi, nhẫn này em tặng anh này. Hai đứa đeo nhẫn cưới luôn á. Quá. Khoe cái chiếc đi, khoe cái chiếc đi rồi à. Trời thái muốn nói gì với vợ không? Hôm nay có một cái nữa, con muốn vợ con đứng tên. Đúng ra thì cái này vợ con đứng tên nhiều chương trình. Con muốn tặng cho vợ con cái món quà này. Cái này nó cũng bự á, mà cái này nó di chuyển được nghe. Đó là một cái bản hợp đồng mua xe ô tô. Cho vợ ký tên. Ủa tại vì cái này con để cho anh đứng tên mà. Nhưng mà con nghĩ là cái tài sản lớn giá trị thì vợ đứng tên gọi là giữ sẽ hay hơn. Rồi hôm nay là các bạn đã dành những cái món quà dành cho nhau như quá vậy. Trời rồi. Với trời rồi. Trên sân khấu này nữa thì rất là ý nghĩa. Tuy rằng mình trẻ hẹn nhưng mà cô điềm tĩnh, cô ngồi bao chờ. Dung một người phụ nữ bao dung đúng không? Nói chung là có ấn tượng ok với cổ. Thì thật ra thì là do mình sai, thì chị em phụ nữ thì ai cũng giống nhau. Người ta cũng mong muốn được quan tâm, được yêu chiều. Nhưng mà đến khi mình hỗ trợ là yêu cầu cao quá, giao deadline, dí sách đít luôn mình học. Mình còn công việc của mình nữa chứ. Không trả lương đâu, đúng không? Rồi mình phải đi ra ngoài làm kiếm tiền nữa, bào quá chừng bào. Bào cả tinh thần lẫn vật chất. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng dành một tràng pháo tay tiếp để cùng chào đón cặp vợ chồng tiếp theo. Rồi, mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào MC Hồng Vân, MC Quốc Thuận và quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em là Quang Vân, là kỹ sư điện, em hay đi làm công trường. Em 35 tuổi, em ở Bình Thạnh, ở thành phố Hồ Chí Minh. Anh nghe cái giọng của em là anh muốn biết là em gốc quê đâu? Dạ, quê em Đắk Lắk. Thôi, con mời vợ Vinh. Dạ, em tên Trang, em cũng đến từ Đắk Lắk luôn. Dạ, năm nay em 35 tuổi. Dạ, hiện tại em đang làm nhân viên văn phòng ở quận 1. Chắc là họ quen nhau từ cái thời họ ở Đắk Lắk á chị. Họ quen nhau ở quê. Đúng không? Sai hết rồi. Dạ không. Thôi bây giờ các bạn hãy khui đi. Đó, lần đầu tiên mà các bạn gặp nhau là ở đâu? Lần đầu tiên tụi em gặp nhau là ngày mùng 4 Tết ạ. Bạn tụi em giới thiệu. Dạ, tụi em về quê ăn Tết á. Cái anh bạn của em với ảnh á, là thật ra là anh họ của em giới thiệu anh đó cho em. Giới thiệu đó thì không biết cái anh đó có người yêu rồi. Thế là anh ấy sau này mới khai ra là có người yêu rồi. Thì mới cảm thấy có lỗi nên là dịp Tết á thì mới cài bẫy cho hai đứa này đi. Anh này cũng chưa có người yêu, thì em cũng chưa có người yêu. Đó thì mới rủ đi cà phê ở trên phố, đi uống cà phê bình thường. Xong mà em có rủ về nhà chơi. Cái anh bạn của em thì anh nói là thôi hôm nay anh bận rồi thì hai đứa thì xách kèo tự đi chơi đi. Thì lúc đó thì em cũng rảnh, anh này cũng rảnh. Thế là đèo nhau đi chơi nguyên một ngày mùng 4 Tết. Mà lần đầu tiên gặp anh Vinh này thì thấy anh như thế nào? Xấu anh, xấu anh. Trời, mắt cũng mí, răng thì to. Ăn ngủ cà phê cứ nhe răng ra cười thôi. Vậy chứ mắc gì mà hôm đó là đi chơi nguyên mùng 4 Tết? Bữa đó em rảnh, cháu của em là đi về quê, anh chị cũng về quê, có mỗi mình em ở nhà, đâu có làm gì đâu. Thế còn Vinh thì sao nào? Lần đầu tiên đến thì em với bạn em đi đến cuộc hẹn hơi trễ, khoảng tầm 30 phút, 45 phút gì đấy. Sao trễ dữ vậy? Dạ thì em cũng không biết là đi lên gặp mai mối giới thiệu gì sao đâu. Em tưởng là đi chơi thôi cho nên là cũng thong thả đi. Đi nửa đường thì bạn mới nói cô này cô vẫn ngồi chờ trên đó. Thấy đồ thì đến lúc gặp mặt thì điềm tĩnh chứ không có nóng giận gì. Thế mình thấy có ấn tượng. Tuy rằng mình trẻ hẹn nhưng mà cô điềm tĩnh, cô ngồi bao chờ. Bao dung một người phụ nữ bao dung đúng không? Nói chung là có ấn tượng ok với cổ. Em có cái hình mẫu lý tưởng nào? Đó. Đó em cũng có quen mấy anh chàng cũng làm cũng công việc cũng ổn định, lương cũng cao, cũng có nhà thành phố vậy đó. Quen thời gian không, mình không có nói chuyện không có hợp, rồi khác về tôn giáo nữa. Cho nên là mình không có quen. Nên sau cái này cái là mình đặt tiêu chí rồi thôi. Mình lấy được người đàn ông nào thương mình. Thương mình là được rồi.
yêu chiều mình rồi làm những cái gì mà mình muốn. Ừ, rồi rồi ông này ông có được bao nhiêu trong cái tiêu chuẩn của em? Dạ nói chung là ok chị. 100%. Nghĩa là đó là cái thời gian các bạn gặp nhau là ở trên Đắk Lắk. Nhưng mà sau Tết rồi thì là có xuống Sài Gòn để mà tìm hiểu nhau tiếp tục hay không? Và quen nhau ở đâu? Dạ có, thì mùng 5 Tết em có mời ảnh là xuống nhà ở Sài Gòn chơi. Nó thì lên đó em cũng ok, rồi em lên nấu cơm. Nấu cơm xong rồi tối hai đứa cũng đi chơi vòng vòng, cũng nói chuyện qua lại Zalo xã giao thôi. Thì thấy là bạn này là đầy đủ cái tiêu chí đó thì phải khí thế tiến tới thôi. Đúng không cưng? Nhưng mà trong thời gian quen thì 3 tháng á, thì kiểu như là quen nhanh thì mình chán cũng nhanh. Chắc có chuyện xảy ra đúng không? Nói chung là về công việc cũng ảnh nhiều khi cũng bấp bênh nè. Rồi thời điểm đó là ảnh quen em sau 2 tháng thì ảnh có làm bên công ty về điện nữa. Dạ thời gian thì hai đứa cũng không có dành cho nhau nhiều, vừa làm quán pizza vừa làm bên điện nữa nên gặp nhau cũng ít. Rồi cũng có xích mích một này cái này nọ. Ban đầu tính sau 30 tháng 4 là xuống là chia tay không quen nữa. Sau đùng cái 2 ngày sau cái em với ảnh nói thôi cưới nhau đi. Cái gì kỳ vậy? Dạ cưới nhau trong vòng 3 ngày thôi. Tại sao? Nó nói là chị cũng lớn tuổi rồi, thôi thì cưới nhau luôn đi, rồi được tới đâu á tính gia đó. Gia đình có hối cưới không? Dạ, dạ không. Trong cái lúc quen nhau đó thì em cũng làm hai việc, chứ không phải là em làm cái câu lạc bộ bia không của em. Cô bạn này cũng lớn tuổi rồi thì mình chắc cô cũng không có phải là đòi hỏi hay là mè nheo nhiều như các cô tin. Thì mình mới tập trung cho công việc nhiều hơn. Thì không ngờ là cô... Thì thật ra thì là do mình sai, thì chị em phụ nữ thì ai cũng giống nhau. Người ta cũng mong muốn được quan tâm, được yêu chiều. Thế thì em mới thấy là mình sai, thì em mới nói là nghĩ là thôi được, cô này sẽ ok thế này thôi mình phải... Cưới luôn. Vừa xuống làm quà, vừa xuống coi như là kết hôn luôn, đặt vấn đề kết hôn luôn. Em thì Bình Dương, còn em là Sài Gòn, cho nên là đi xuống, đi lên, đi xuống phải nói rất là vất vả đúng không? Thời điểm sau, thời điểm cưới nhau thì cũng vẫn làm ở Bình Dương với Sài Gòn đó. Rồi con cái là lúc nào? Lúc thì em có con luôn thì em sợ là cũng muộn á. Sợ lâu đúng không? Dạ. Rồi cái lúc mang bầu với sinh con á là cũng có gần. Dạ thì có, tại vì nhà em có cho thuê nhà đó, em cũng có mấy bạn ở trong nhà chung nhà luôn. Thì nhiều có vấn đề gì thì có mấy bạn đó hỗ trợ. Chỉ là mình không có chồng ở bên cạnh nhiều thôi. Rồi hai vợ chồng về sống với nhau giờ đến cái phần mà loài tật xấu nè. Dạ ảnh thì cũng ngoan lắm, chỉ có cái tật là ngủ mà nghiến răng á. Em có làm sẵn cái máng răng cho ảnh, nhiều khi ảnh nhớ thì ảnh ngậm, khi là ngồi bấm điện thoại xong cái ngủ quên á, quên ngậm răng, coi như là nguyên một đêm đó em bị mất ngủ. Ảnh ngủ ngon lắm. Như vậy cái tật xấu không phải là tật xấu nghiến răng mà là quên đeo cái máng. Quên đeo máng nghiến răng đó. Tật xấu là tật hay quên. Rồi gì nữa? Còn gì nữa không? Với lại trước khi cưới á, trước khi quen á thì cũng có nói là anh bỏ hút thuốc thì em mới quen anh. Thì cũng có bỏ thuốc thiệt. Thì đến một năm sau khi mà ảnh làm xa nhà kiểu sao vợ con, cái mùa Covid bị ở lại Vũng Tàu 3 tháng á, thì cũng buồn cái là hút thuốc lại. Hút tới giờ luôn. Dạ đúng rồi. Trời, em phát hiện ra xong cái cũng chửi mấy lần, giận mấy lần xong cũng cho mặt ra vậy ạ. Em ơi, cái dòng mà đã cai thuốc rồi hút lại là hút gấp đôi nha. Dạ. Mốt có tự lực cánh sinh đi, có cai được thì cai, không cai được thì chưa xong cứ ngưng một lần là gấp đôi. Nhưng mà theo anh đó thì là bớt dần và nếu được bỏ luôn đi. Tại vì thứ nhất là nhà có trẻ con. Cái thứ hai nữa mình cũng lớn tuổi rồi, bây giờ cái thuốc lá nó rất là nguy hiểm. Với vợ và con em là những người mà bị ảnh hưởng nặng hơn. Hoặc là những nơi em tới sửa điện. Cả nhà bị dính hết luôn. Rồi, có mong muốn ông xã thay đổi điều gì không? Với lại hai vợ chồng em đang có dự án làm YouTube về du lịch á. Thì cứ cuối tuần là em cứ bắt ảnh đi quay. Cái cuối tuần là ảnh được nghỉ thứ bảy chủ nhật. Nhưng mà không có được ngủ nướng là bắt đi quay vậy, đúng 6:30-7 giờ đi quay. Xong cái về làm video kiểu như em không biết làm thì ảnh biết làm anh, nhưng mà ảnh làm nhăn nhó. Hai vợ chồng cũng cự nhau đó, xong bây giờ em chỉ muốn là ảnh giúp em là đi quay nhiều hơn, rồi cùng nhau đi du lịch nhiều hơn để mình có thể làm một cái kênh về du lịch nó. Đó là cái sở thích của em đúng không? Dạ đúng rồi. Mà yêu cầu cao lắm ạ. Chính em là cái người đầu tiêu ra cho vợ đấy chứ. Tại vì hồi trước vợ em hay đi du lịch mà toàn là chụp hình không, thì em mới nói vậy xong mẹ không làm một cái kênh YouTube đi rồi. Để quay lại những cái kỷ niệm đó mà up lên để trên mạng đó để xem cho vui, làm cái kỷ niệm. Vợ mới nói
Nhưng mà cái này là em không biết quay nè, em cũng không biết làm phim nè. Em nói, thế bà biết không? Này, bà biết thì để bà làm, để bà hỗ trợ cho mẹ. Nhưng mà đến khi mình hỗ trợ là yêu cầu cao quá, giao deadline, dí sách đít luôn mình làm. Mình còn công việc của mình nữa chứ. Mà không trả lương đâu, đúng không? À, nói tật xấu của bà luôn đi. Đó. Bà dí quá đúng không? Dí quá, bào quá. Bào? Làm bào từ là vừa sửa điện, vừa sửa nhà, rồi vừa nói chung nhà có cái gì sửa được là sửa hết. Rồi còn làm các kênh YouTube cho vợ. Rồi còn phải đi ra ngoài làm kiếm tiền nữa. Bào quá chừng bào. Bào cả tinh thần lẫn vật chất. Nhưng mà nhiều lúc than thì nói bào cho vui chứ vợ em sống rất là tình cảm. Tuy rằng nấu ăn không ngon chứ nhưng mà biết chồng mệt thì vẫn xuống bếp rồi nấu những món. Kể tật mà em chưa hài lòng đó. Em biết em nè. Tật xấu là quá dị ứng với lại bụi bẩn. Ở quá sạch. Hầu như cái thời gian ở nhà là dành để mà dọn dẹp rồi lau chùi bụi. Thì em nghĩ là cái nếu mà mình quan tâm cái vấn đề nhỏ nhỏ mà nó nhiều quá thì nó lại tốn đi cái thời gian để mình làm cái việc khác. Thế là may sau này gia đình hai vợ chồng có điều kiện có nhà to mà lâu cỡ đó có mà chết. Kể như vậy thì cũng rồi. Em mong vợ em thay đổi điều gì nhất? Dạ thì em mong vợ em thì chịu khó lên YouTube là học các món ăn nấu cho nó tay nghề nó lên cao hơn. Anh nghĩ được nữ đó. Là yêu bằng tay nha. Em học được có một ngày xong em mai em quên công thức. Em biết không, phụ nữ mình là thích yêu bằng tay nhưng mà chinh phục đàn ông là phải bằng miệng đó. Bằng là món ăn đó nha. Đó. Hôm nay thì nhân dịp đến với chương trình Vợ Chồng Son thì không biết rằng là hai vợ chồng có những cái tình cảm gì hay là có những cái sự bày tỏ nào dành cho nhau hay không? À, dạ có, em có một món quà đặc biệt dành cho chồng của em. Wow. Dạ, thì muốn cảm ơn ảnh là trong thời gian qua ảnh cũng biết lắng nghe mình, rồi cũng có hỗ trợ mình làm rất là nhiều thứ. Cô vợ đặc sắc quá vậy. Lâu lắm rồi á nghe. Đứng lên, trời ơi, đứng lên mở ra coi là cái gì. Mình mở ra coi đi. Mở ra coi. Đồng hồ chắc. Wow, một chiếc đồng hồ rất đẹp nghe cả nhà. Thôi em đeo luôn đi cưng, đeo luôn đi cho nó giữ lại làm kỷ niệm. Đeo luôn. Bây giờ hứa ảnh hoài là bây giờ mới mua được ạ. Wow. Còn mặt miết lòng thầm luôn kìa. Trời ơi. Thích không em? Ơi. Em thích cái này đúng không? Yeah, Casio. Cũng thích nhưng mà nó lại gắn thêm trách nhiệm vậy. Nếu có quà này chắc đi về muộn hơi khó này. Thôi, bây giờ mình đã nhận quà rồi. Thì không biết rằng là mình phải có cái điều gì đó để mà đáp lại với vợ chứ. Đúng không? Chồng xin cảm ơn vợ. Thì hai vợ chồng mình đến với nhau nhanh nhưng mà trong cũng 2 năm dịch vừa rồi thì lần này là lần mặc áo cưới thứ 5 của vợ rồi. Vì dịch nên tụi em vẫn chưa có hoàn thành xong cái thủ tục cưới của tụi em nữa. Chúng ta cũng đã cùng nhau vượt qua cái thời gian khó khăn. Mong vợ mạnh khỏe, vui vẻ. Dạ rồi, cũng chúc ba là có cũng nhiều sức khỏe để có thể mẹ bào nhiều hơn, bào sức nhiều hơn. Đây trả lại cái hộp nè. Dạ. Rồi cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Mẹ kêu là mình để hai tay túi khoác thành nào cho đỡ đừng bị té. Xong con cũng dựa vô con ngủ nhưng mà thật ra mình đâu có ngủ được, mình ngồi mình mệt thì mình dựa thôi. Cái bạn ngồi chứ bạn nói nè. Đã tao không muốn nói thì mày làm gì sao tao chịu nổi. Mày còn dựa vậy là sao tao chịu nổi. Đúng rồi đó. Đúng mình rồi. Nghĩ là dựa là mình đè lên đó. Mà sao chịu nổi đúng không? Cái xong nhắn tin cho con hỏi là mày thấy làm sao? Mày thấy làm sao? Con từ chối, con không có đồng ý. Thì khi mà bạn đi cùng bạn gái đó, bạn đi nghe mà thấy con. Cái bạn bỏ bạn gái luôn, bạn chạy là bạn đỡ con. Bạn đỡ con vô trong ngồi nói chuyện với con. Rồi dạ bắt đầu từ đó thì mới nói chuyện lại. Aquaseline, lăn nách không mùi từ châu Âu, giảm mùi hôi, khô thoáng nách đến vài ngày. Bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục với câu chuyện của cặp vợ chồng số 2. Xin chào hai em. Rồi mời hai vợ chồng giới thiệu về mình. Dạ xin chào anh Quốc Thuận, xin chào cô Hồng Vân. Em tên là Thái Đức Hòa. Hiện đang là một hướng dẫn viên du lịch. Bao nhiêu tuổi rồi? Dạ con 27 tuổi ạ. Bye bye. Dạ con chào cô Hồng Vân với lại chào anh Quốc Thuận. Con tên là Trần Thị Kim Xuân.
Con cũng 27 tuổi, bằng tuổi. Dạ, và hiện tại con cũng đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. 27 tuổi, công việc của con là gì, Bố Xuân? Dạ, thật ra thì công việc của con tốt nghiệp là học làm hướng dẫn viên du lịch luôn. Cũng làm hướng dẫn viên du lịch được vài năm. Xong rồi dịch quá thì con đổi qua làm thẩm mỹ viện. À, vậy hả? Dạ. Ủa, như vậy là học chung trường với nhau. Thanh Mai chung mạng. Rồi quen nhau nè, đúng không? Dạ, chung lớp luôn à. Học chung trường. Đại học. Học đại học mới gặp, tại vì con là ở quê, con ở tỉnh Kiên Giang. Rồi con lên Sài Gòn, con học đại học. Thì mới gặp bạn này thì chơi chung nhóm, cũng mày tao luôn. Ấn tượng đầu tiên về chồng con á là không nghĩ là dân Sài Gòn luôn. Tại vì nha, bề ngoài đi học á thì mặc có quần ống bát mà bạc màu, mà mặc áo sơ mi tay dài tới đây mà không có xăng. Cứ để vậy đó, cứ lũ phụ lắm như ta lắm thẩm vậy đó. Đầu thì bơm sợi như nào, giống như là tưởng như là mấy người trai Hàn Quốc, nhưng mà nó hơi lố hơn xíu. Là nhìn không hề biết là đây là trai Sài Gòn luôn. Không hề biết luôn. Nhưng mà thật sự là người ta đó là người Sài Gòn rồi. Là ở đây là Sài Gòn, tức là đi đâu cũng là nhà, cho nên thì cứ ăn mặc như bình thường dưới nhà thôi, chứ không phải là đi tiệc đi gì đâu. Đó là gu thời trang của con hay là con thích vậy để chọc mấy bạn? Thật sự thì lúc đó con nghĩ rằng là mặc thoải mái thôi, đúng không? Đúng rồi, mặc sao mình thoải mái thôi. Nhưng mà rồi con có ấn tượng gì với cô Kim Xuân này không? Dạ, ấn tượng thì tại vì đó vợ con nói chung là đẹp, đẹp theo cái gu của con nha. Em mới kiểu tức, em mới nói là tao là tao chỉ thích mấy đứa dễ thương thôi. Rồi, mấy đứa đẹp mà không thích, không quan tâm. Là con nói về cái tiêu chí của con á. Dạ, đúng rồi. Còn con có tiêu chí gì không? Bạn làm việc á, hay là bạn học, nói chung là học nhóm, bất kỳ vấn đề gì mà cần cái sự làm việc tập trung á, là bạn tập trung rất là cao độ. Mà cái việc mà cái người mà người ta tập trung vào công việc á, nó thu hút con về cái điều đó. Dạ. Ban đầu chỉ là bạn thôi, tại vì lúc mà hai đứa gặp nhau là bạn này có bạn gái mà con cũng có bạn trai. Nhưng mà con vẫn không hề e sợ cái đồ đạc quần áo lủng tha lủng thủng của ảnh, đúng không? Hình thức. Dạ, dạ. Con thì tụi con thì cũng không quan tâm hình thức lắm. Rồi đến khi nào thì hai đứa mới chia tay mối tình của mình để mà đến với nhau? Tới năm 2 đại học chia tay, cũng từng cặp tự chia tay luôn. Coi như là chia tay rồi ai tỏ tình với ai trước nè? Cái này thì nó lại là một cái câu chuyện nó hơi bị lọc vòng luôn. Tỏ tình thì là em tỏ tình trước. Lúc đó thì lúc đầu là Xuân từ chối đúng không? Lúc đầu là vợ từ chối đúng không? Chồng em nói chung là rất là cục xúc. Tại thời điểm nó cũng là mày tao mà, cũng mày tao bạn bè sòng phẳng mà. Yeah. Đi ăn cũng trả tiền tự trả thôi chứ đâu có vấn đề gì đâu. Tụi con mới có một bữa picnic đi chơi với nhau, đi tắm suối, xong rồi đi về thì mới chia cặp chở nhau về. Thì lúc nào bạn này cũng chở con hết, tại vì bạn này là nhà tiện đường đưa con đi học, ngày nào cũng đưa con đi học hết, mà đi chơi cũng chở con luôn. Rồi trở về thì con buồn ngủ, con mệt quá, con mới nói là ê, cho tao dựa vai xíu tao ngủ. Mẹ kêu là mày để hai tay túi khoác tên nào cho đỡ, đừng bị té. Xong con cũng dựa vô con ngủ, nhưng mà thật ra mình đâu có ngủ được, mình ngồi mình mệt thì mình dựa thôi. Cái bạn ngồi chứ bạn nói nè, đã tao không muốn nói thì mày làm gì sao tao chịu nổi. Là tao không muốn nói là tao thương mày đó. Dạ. Tao thích mày. Mày còn dựa vậy là không, sao tao chịu mà nổi. Đúng rồi. Mình nghĩ là dựa là mình đè lên đó. Sao chịu nổi đúng không? Dạ, à. Dạ. Tức là mình nghĩ là bạn nhận thức thì mới nói như vậy. Tại cái tay còn động đậy đúng không? Dạ đúng rồi, dạng như lật đầu qua lật đầu lại, dạng như... Và lúc đó là... Lúc đó là con im lặng luôn, cô im lặng chở tới về tới nhà luôn. Bạn này mới ngồi ngoài trước cửa nhà đợi con tắm rửa thay đồ xong hết, cái chở con đi ăn xong lại chở con về. Không nói gì hết, im lặng luôn. Cái xong nhắn tin cho con hỏi là Mày thấy làm sao? Con từ chối, con không có đồng ý. Con nói là không, con muốn giữ cái mối quan hệ bạn bè thôi chứ không có muốn tiến tới. Rồi lúc đó Hoài sao? Em nhận được cái câu trả lời như vậy thì chắc thì mình cũng ngậm ngùi thôi. Tức là mình không biết nói gì. Với lại mình một phần mình cũng dạng như là ta đây á. Giữ sĩ diện chứ. Dạ đúng rồi, thôi cũng im luôn. Được thôi, tôi sẽ quen nhau được. Dạ. Rồi á, con có hai đứa bạn ở chung phòng trọ, hai đứa là giống như là tư vấn tâm lý tình cảm với, xong rồi ngồi phân tích là coi là mày có thích nó hay không, xem là có nên quen hay không quen gì đó, ngồi phân tích cho mình nghe, tại vì mình cũng rối. Rồi sao? Bạn tư vấn xong thấy sáng ra đúng không? Dạ đúng rồi, thấy là sáng mình, ra. Nếu mà mình từ chối là mình bỏ đi một cái cơ hội với dạ, một đúng người. Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi. Sao? Xong mình thấy như vậy cái mình cũng nói thì quen thôi chứ đâu có gì đâu. Chúng còn trẻ mà ngại gì. Cái con nhắn tin con hẹn bạn đi uống trà chanh, để con có chuyện muốn nói, cũng chở con đi ra quán ngồi. Con chưa kịp nói gì hết, bạn say qua bạn từ chối con luôn. Thôi tao thấy hai mình không có kết quả đâu. Thôi coi như bữa hổm tao nói vậy thôi đi chứ không có gì đâu. Ông tự lái là sao vậy ông quả? Thật sự thì có một cái câu nói mà em nghe được. Ví dụ như hai bên quen nhau đi. Vui thì vui dữ đó, thiệt đó. Nhưng mà ví dụ như lúc hai bên chia tay rồi cái nhóm nát luôn. Đó, lúc em nhớ hoài câu cứ dặn trong đầu em nói. Ừ, vậy chắc không nên. Là coi như xong.
Dạ. Sao sao? Bạn này là rất là đào hoa, từ đó như là giận luôn, không chơi chung luôn, không thèm gặp mặt nói chuyện luôn. Nhưng mà tụi con học ngành du lịch cho nên là tụi con sẽ có 3 chuyến đi. Chuyến đi thứ nhất là năm 2 sẽ đi miền Tây chung với nhau 7 ngày, chuyến thứ 2 đi Tây Nguyên 7 ngày và chuyến cuối cùng đi xuyên Việt là 20 ngày. Là cùng cả lớp cùng đi với nhau là cùng khóa luôn. Thì cái chuyến đi miền Tây đó, bạn trước khi đi bạn bị té xe. Đi cà nhắc đi vô luôn, con thấy tội nghiệp quá. Con với lại con cũng hỏi thăm, con lúc đó con hết giận rồi, con nhìn thấy tội quá con hết giận, con lại con hỏi thăm. Thì trả lời cũng rất là cục xúc luôn. Sao? Gì? Kiếm gì không? Vậy đó con quê, con đi. Tự ái một người đàn ông đó. Tự ái. Khi mà thù dai nè, thù giặc nè, tự ái ca nè. Vẫn còn nhớ hoài ghim cái câu mà dạ. Hiểu không đó? Dạ. Sao nữa? Xong rồi á ha. Bạn á, thì lúc mình lên tour đi á, thì không đi chung với lớp mình đâu. Đi chung với một bạn nữ lớp khác. Cố tình á. Đi chung một bạn nữ lớp khác. Bé kêu xin không? Dạ cũng dễ thương. Mà con muốn thử coi là bạn này còn quan tâm tới mình hay không trước đã. Còn quan tâm thì mới tính tiếp, còn nếu không thì thôi luôn. Thì cái ngày hôm đó là cái ngày tụi con đi tới Châu Đốc. Cái con thấy hai cặp, một cặp đang đi ngang à, chuẩn bị đi tới ngang mặt con rồi. Cái con mới lúc đó là con cũng đang bị đau bụng thiệt. Con không có đi vô trong miếu được, con mới ở ngoài con đợi mấy đứa bạn con. Cái con ngồi xuống con ôm bụng con ngồi tại chỗ, con ngồi trước cửa luôn. Thì khi mà bạn đi cùng bạn gái đó, bạn đi ngang bạn thấy con. Cái bạn bỏ bạn gái luôn, bạn chạy là bạn đỡ con. Bạn đỡ con vô trong ngồi nói chuyện với con. Rồi dạ bắt đầu từ đó thì mới nói chuyện lại. Hiểu rồi, dạ. Vậy là chuyến đi miền Tây là có một cái tín hiệu tốt. Thật ra thì sau chuyến đi miền Tây đó là quen luôn, tại thì vì đó thì tín hiệu tốt rồi đó. Rồi nhưng mà sau lâu đó là bao lâu cưới nè? Rồi 2015. Tới 2015, 2021 là 5 năm rưỡi. Dạ. Wow. Thì hết cái quãng đại học luôn mà cô chú. Mà là tình yêu thuần khiết đúng không? Dạ. Dạ. Ê nó nghe nè, mấy đứa xưng hô với nhau sao? Lúc mà bắt đầu chính thức gọi là quen á, là con có một cái quy tắc là không được kêu mày tao nữa. Kể cả trong lúc giận cãi hay như thế nào cũng tuyệt đối không được kêu mày tao. Kêu mày tên. Hai đứa con có việc danh trong nhóm là tụi con là CC couple. Là bạn này là chó mập, con là chim xanh. Là kêu nhau bằng biệt danh hoặc là kêu bằng bạn xưng mình. Trời cái tên nó còn sốc hơn là mày với tao á. Chó mập. Ê, chó mập. Ê, trời chó ơi, mập. Kỳ lắm á. Chó mập không phải là chửi là thằng mập. Đó nhưng mà đó là một cái loài, tức là một cái loài cún mà nó ổn định thì nó dễ thương đó. Đúng rồi, nhưng mà cái loài nào cũng dễ thương hết trơn. Nhưng mà cái từ ngữ á kêu là chó mập. Đó ví dụ thương thì vậy nè, ô chó mập ơi là dễ thương đúng không? Ê chó mập. Giận cái là ê chó mập. Cái từ chim xanh này nó còn đỡ nha. Ê chim xanh. Ê chim. Còn cái ê chó mập. Bỏ chữ xanh nữa cũng kỳ nữa. Rồi nhưng mà đến bao lâu thì mới đổi cách xưng hô là anh với em? Dạ không có đổi xưng hô anh với em luôn, tới giờ cũng không đổi. Tới giờ với em vậy luôn. Dạ không, tới giờ thì về nhà thì mẹ cũng nói là hai đứa bay nói sao coi cho được, chứ để người ta bắt bẻ người ta hay là ra ngoài người ta gặp gì kỳ. Đây cũng mấy năm xưng rồi lại đó. Là dạ. Vợ với chồng. Thôi bây giờ hai đứa lấy nhau rồi sao? Cái đêm cưới xong á là ở khách sạn luôn, tại vì ở cái chỗ nhà hàng đãi nó là khách sạn luôn. Xong rồi mệt quá mạnh ai nó ngủ. Không có gì. Dạ đúng rồi. Rồi qua đêm sau. Rồi khi mà về nhà thì bạn mới chủ động. Rồi sao nè, bây giờ chị Kim Xuân á, lúc mà cưới chị về xong rồi chị có những tật xấu gì nè? Cái tật mà nói chung là to nhất lớn nhất thôi đó là gì? Quên đồ. Đồ đạc của cổ hay là đồ đạc của em? Đồ đạc của mình, của chính mình, của có nghĩa của là những cái gì không dính vô người là đều có thể quên đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Trời, đi mà lên xe là sực nhớ trời là quên ơi, đồ. Có bao giờ dạ, quên bóp không? Bình thường luôn đi quên bóp luôn, mua ra không có tiền trả luôn. Mang bóp đi mà quên mang dạ, bóp có, về quên không? Bóp rồi quên điện thoại, quên túi đồ xô luôn. Mỗi lần quên vậy là phải quay đầu lại. Dạ. Quay rồi nè. Còn nhiều khi mà cầm điện thoại kẹp nách nè, đứng lên kêu ai điện thoại tôi đã mất tiêu rồi, kiếm giùm điện thoại đã mất tiêu. Là kẹp cái nách luôn nè mà không cảm giác luôn. Dạ không rớt. Dạ. Để không rớt mà kiếm hết trời luôn. Là lúc đó là hai đứa vẫn còn là sinh viên nhưng mà thực tập ở một công ty du lịch cũng khá là nổi tiếng á. Thì lúc đó là người ta tạo điều kiện cho mình đi làm thì mình rất là vui, rất là mừng rồi. Mà đợt đó là hai đứa đi chung một cái chuyến tour đó luôn, tức là hai đứa là hướng dẫn viên, đi tới giữa đường còn nửa tiếng nữa là tới giờ xe chạy thì mới phát hiện ra là quên cái điện thoại ở nhà. Mà hướng dẫn viên mà lên tour đoàn mấy chục xe mà quên mà cái điện thoại thì là không có làm việc được. Rồi sao không làm việc được? Thì lúc đó là trời, em rất là tức đến mức mà cái đó cũng là cái vụ quên lớn nhất mà trước đến giờ quên luôn. Nhưng mà xe có đợi không cuối cùng? Dạ không, kịp giờ chỉ đố đâu có 4-5 phút gì dạ. Như tập lại cái tính đi nghe. Dạ. Cái mai mốt hay nghe giống như tuần trước đó, quên con luôn. Quên con luôn. Con hả? Cô vẫn như nhà ăn cơm. Cô vẫn như nhà ăn cơm. Quên 2 tiếng. Rồi thôi bây giờ tới ảnh đi. Chồng con là người không có lãng mạn. Rất là quan tâm vợ nha. Có nghĩa là công việc nhà rất là chia sẻ, cái gì cũng làm hết trơn á.
rửa chén cũng làm, lau nhà cũng làm, kêu nấu ăn cũng nấu luôn. Mặc dù không biết làm nhưng mà vẫn làm. Thì nhà là toàn ảnh lau không à, ảnh không có cho con lau. Nhưng mà con vẫn cầm cây lau nhà, con ra con lau nhà. Thì ảnh đi ra, ảnh thấy mình lau nhà, ảnh ra anh kêu nè, thôi ra đi, ra chỗ khác đi, tay yếu xìu lắm, không sạch dữ chân, không lau, đây đứa cây đây là lấy tự lấy đau mà nói chuyện gì không đó, vẫn còn cái tính cục xúc đúng không? Dạ. Quan tâm theo kiểu cục xúc. Nhưng mà mỗi lần nói vậy thì cái cảm giác của Xuân thì như thế nào? Dạ riết là quen luôn, riết là quen luôn. Cũng là thay đổi là thấy khó chịu đúng không? Thay đổi cho mất hồn á. Em ơi, dạ, đúng rồi. Em ơi, đưa cái chổi lau nhà để anh lau nha, em vô em nghỉ nha. Không, ngày nào mà nói chuyện mà ngọt xíu là sẽ qua, tính xin gì nói đi. Có một cái tính luôn á, là không bao giờ tặng quà hoặc là tặng hoa hoặc là chúc thì cũng có đi, nhưng mà không bao giờ tặng quà tặng hoa các ngày lễ Tết. Tại vì quan niệm của ảnh là bất kỳ ngày nào cũng có thể tặng, không nhất thiết ngày đó phải là cái ngày để mà được tặng. Là ảnh không bao giờ làm những cái điều này đó. Vậy thì bây giờ con mong ảnh thay đổi cái gì? Con thì con mong ảnh thực ra thì mình là phụ nữ mà lâu lâu mình cũng muốn có những cái ngày dịp nào đó đặc biệt, không cần phải là mua một cái gì đó đắt giá đâu. Nhiều khi về làm gì đó cho mình bất ngờ một xíu mình cũng thấy vui. Đã từng làm cho Xuân một cái điều gì bất ngờ chưa kể từ khi làm chồng của Xuân? Dạ có hai lần là làm bất ngờ. Hầu như là tất cả những cái kỷ niệm hay là tất cả những cái dịp nào bất ngờ là to là có là người đi làm mà. Có hai lần đó là ổng làm con bất ngờ. Lần đầu tiên là vào đúng cái ngày sinh nhật của con, thì con là con thích hoa bi. Con thích hoa bi thật là nhiều hoa bi luôn, con không có thích những hoa khác. Rồi ổng mới chạy một đó hoa bi với cây bông hồng. Ngày hôm đó là con đi Hàn Quốc, xong rồi ổng mới mang ra sân bay ổng giấu, thì ổng mới nhờ bạn con giấu bộ nó quên đồ ngoài ở bên ngoài, bắt con ra ngoài kiếm. Con mới chạy ra thì con thấy gặp ổng đứng ngoài, ổng tặng con cái bó hoa, là lần đầu tiên luôn á, từ lúc quen nhau mấy năm là con mới nhận được cái đó hoa. Không làm thôi là chồng đó. Dạ chưa, đó là còn lần yêu. Dạ. Thì đó không làm thôi, làm là bất ngờ quá luôn á. Đúng không? Nhưng mà lúc đó chưa mà còn cái vấn đề nữa sao không nói luôn. Cái đó hoa bi đó làm sao, số phận nó làm sao? Con thì tính con hay quên cho nên là cô để quên. Bên Hàn Quốc không may cái bó hoa. Trong dạ, năm nay có làm điều trong gì năm bất ngờ, gì bất ngờ chưa? À, điều bất ngờ hả? Dạ. Chưa đúng không? Trời ơi. Hôm bữa nay ráng làm gì bất ngờ đi. À, lãng mạn thì nói chung là chắc cũng không có gì nhiều. Chỉ là chuẩn bị một cái món quà mà theo cái phong cách của vợ con yêu thích. À, dạ. Đó, hoa bi cái bông hồng và một cây bông hồng cách đây 6 năm đó. Đây vẫn là một đó hoa bi và một cây bông hồng ở giữa, nhưng mà mỗi khi thì con sẽ gói cái này là màu đen, yêu cầu người ta gói màu đen, nhưng mà hôm nay sẽ thay đổi một xíu. Hôm nay có một chút bất ngờ dành tặng cho vợ, nhân chương trình này tạo cho em một cơ hội đó chính là có được một cái bài hát thứ hai dành tặng cho vợ mình. Dạ. Là em sáng tác hay sao? Sáng tác thì nó hơi cao quá, tức là tự chế tạo. Đó. Dạ. Rồi thôi em thấy. Như vậy là tôi đoán được cái món quà thứ hai bạn này tặng vợ là cũng một cái bài hát. Hồi lúc đó bây giờ bạn lặp lại hai cái, 6 năm sau bạn lặp lại hai cái luôn. Ok, rồi, có nhạc thì lên nhạc. Không quá. Đứng chờ em trong cơn mưa mùa thu, chờ hơi lâu nhưng vẫn cố chờ. Từ bài hát đầu tiên, những giai điệu vang lên đầu tiên, anh biết à thì ra em đã yêu lòng. Nếu tình ca được viết bởi những phim cây dương cầm, thì tình đôi ta đương viết với những ngày tháng không rời. Trong những ngày qua có rất nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng mà cảm ơn em đã luôn cùng anh. Nhìn vợ đi, nhìn vợ đi. Tình yêu anh không phải tình ca, không sống loài hoa sớm nở rồi tàn. Và anh đây cũng chẳng hào hoa, anh chẳng buồn dòng xoáy cả, chỉ cần được bên em thôi. Nào mang chi những thứ quá xa, không phải của ta cố tranh mặt người. Chỉ cần ta luôn luôn có nhau, ta bên nhau hát ca la 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 la. Anh sẽ mua bài hát này để bạn sử dụng cho phim anh. Tại vì nó rất là phim luôn. Không biết cái cảm xúc của Xuân lúc này như thế nào. Không kìm nén nha. Thôi đừng khóc. Giọt nước mắt hạnh phúc. Dạ, rất là bất ngờ. Rất là đặc biệt. Ông đi ôm vợ cái đi nào. Rồi.